Đang xin chào bạn. Sau này đang xin hướng dẫn các bạn làm neo trục dù câu lục, làm chì neo. Đang vừa làm xong hai cái đây. Tiếp cái thứ ba là hướng dẫn các bạn. Đơn giản các bạn. Test thử các bạn xem. Rất thoải mái. Chuẩn bị các bạn chuẩn bị chì 1 gam cái loại xuyên tâm này, loại xuyên tâm này. Bạn nhìn cho 1 gam nữa, bạn có thể là 1 gam hoặc là 1,5 gam tùy các bạn. Còn ở đây Hải đang xin dùng 1 gam thôi. Và chân cắm phao loại to, đây có khóa, chân cắm phao loại to có khóa như này các bạn nhé. Chuẩn bị vậy thôi. Với keo 52, dụng cụ thì các bạn không có gì cả, cái này chỉ để bên chì lọt và để định hướng cho nó thôi. Thì trước tiên các bạn rút ke chân này ra, rút ra thì các bạn thử xem cái đầu nào vừa. Vừa đầu của bên chì, nó có đầu vừa với đầu không vừa đấy các bạn. Đấy, như vậy là có một cái đầu này vừa đúng không? Cái đầu này vừa, gấm cho nó vừa đẹp đó các bạn làm. Này vừa rồi đúng không? Các bạn là hướng nó lên trên, cho vào cái hướng lên trên. Thế đấy các bạn là nhúng keo, nhúng cái đầu này vào keo này, đầu chân này vào keo này, để sao cho keo nó bám hết được cả đoạn này. À, thì nếu bạn cắm vào thì keo nó không lọt được xuống đâu, nó không lọt được hết xuống. Thì keo không lọt xuống thì độ bám của nó không có độ bám, không có độ kết dính. Thì các bạn cho keo ra, không tiếc tí keo các bạn. Các bạn nhúng vào, nhúng vào, các bạn đút vào đây. Đút vào thì keo nó có độ dính luôn. À, keo nó sẽ phủ đều cả thân của cái chân cắm này. Đơn giản, nhanh. Đợi nó khô các bạn. Bạn thử luôn chắc lắm. Vượt rất chắc, rất chắc. Đây các bạn lại làm đơn giản thôi, được 3 cái làm tí rồi là xong cả chục viên để sơ cua luôn. Đấy, vừa rồi Hải đang phát sinh đang hướng dẫn các bạn làm chì neo trục dù. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang phát sinh.